Đây. Hôm nay nói cho mấy anh em nghe nè, không có ai sướng bằng nhân viên của mình hết á anh em. Mình thì còn làm, mình đi lên lầu thấy hai tụi nó ngủ, ngủ khó mới là ngon, ngủ như chưa từng được ngủ, ngủ như là bắt nó làm nhiều lắm vậy á anh em. Nè, bây giờ quay cho anh em xem đi. Anh em coi nè anh em, đó, coi ngủ nè, ngủ không thấy trời xanh thấy gió luôn. Mặt nó tên của mình nè, mình còn mười mấy cái á. Mình sẽ vẽ mặt mèo. Mình sẽ chuẩn bị cái gì? Mình sẽ vẽ mặt mèo. Thằng này hình như nó biết rồi đó. Lúc mình quay nếu nó biết rồi đó. Nó đút mặt vô trong. Nó đút mặt vô trong. Ngủ hả Bình? Ngủ hả? Bình? Ngủ hả? Để mình sơn móng nha. Nó sơn. Để con nem để móng để móng. Sơn cho đều vào. Okay. Vô đây cười mới. Thì áo mình còn, hình như là mình còn anh em mình còn mấy size ta, 2 size XXL, 3-4-5 size XL, lại 10 size XL với lại 5 size L. Anh em mà có đặt thì nó còn mấy cái này. Với lại tặng kèm cho anh em cái khẩu trang nha, đi phượt nè, 50k đó. Rồi bây giờ mình kêu tụi nó vậy. Vậy lấy xe nè. Vậy trời ngủ trời ơi, dương cờ gì chứ dùng lắm. Vậy lấy xe Bình. Vậy lấy xe không có 3 giờ rồi, lấy xe. Vậy vậy
xe đâu. Là sao? Thế là nó đã đồng ý hay 3 giờ lấy xe đâu. Chứ nó hẹn sao? Nó nói 3 giờ được không? Nó chưa trả lời. Gì hả? Ừ. Làm ngồi chờ mấy cha. Cười gì? Cười gì rồi? Cười gì? Con bị nhạc dài rồi. Gì vậy? Ông nó bị giật mình luôn. Hận điện ba. Ông nó bị thơ chân đi lại nữa. Vẽ mặt vui. Nó ra nó nhắn tin cho em bập thiệt. Cái gì? Sáng mai thứ mấy ta? Thứ bảy. Ơ thứ sáu. À, ngủ dậy là ông thả khói liền không? Vậy ngủ tiếp đi. Ngủ tiếp đi. Ồ. Ta tưởng 3 giờ tôi kêu dậy. Không nói. Đâu, nó cũng mới nhắn tin em nè. Thì nãy em dặn anh 3 giờ nên 3 giờ anh kêu chịu em. Em nhớ rồi, là 3 giờ. Trả lời đâu. Cậu mất cái hai giờ mới trả lời. Rồi vậy ok. Ok. Mèo mèo mèo. Ok. Má biết vậy ta để bà khỏi để cho ngủ luôn, thấy ngủ ngon tại kêu vậy đi. Gì anh? Ủa ba. Thằng này ba. Uống nước ngọt gì không? Anh gọi kêu người ta đem tới nè. Uống loại gì để gọi. Còn mấy chai luôn nha. Mấy ổng nó sướng lắm anh em. Nước mình để sẵn mà. Coca nước ngọt. Bữa nay hết rồi đó. Mấy bữa là tủ lạnh lúc nào cũng đầy tủ đó. Đi đầy tủ rồi, bữa nay là hết rồi. Mình hỏi uống gì không, nó không chịu uống thôi. Hỏi gọi điện kêu người đem tới. Nó chưa biết. Cái loại nước mình thích đó là nước nước trà thôi. Trà, mình thích uống nước trà thôi. Nó đỡ đỡ bệnh đó anh em. Vậy là không đi, vậy là mai đúng không? Mai đúng không? Ok. Hay, mai đi. Với lại coi xong được kêu nó qua bên mình ký giấy. Tại bên mình văn phòng quen á, dễ ký. Nó không chịu thôi. Nói sao? Nó bảo qua bển lấy đồ gym về. Đồ gym nhiều lắm. À thì qua bển rồi xong chạy qua đây ký. Thôi mai qua bển này tính. Ừ thì hôm qua em có nói rồi. Ừ mai qua. Nó hẹn sáng mai hả? Sáng mai. Chiều nó đi làm. Vậy mà nó hẹn mình 3 giờ là nội cha. Rồi vậy ngủ tiếp đi. Làm gì hận đèn bài chá. Mới cần đêm hận đèn bài mình. Bình vậy. Mới cần đêm mà hận đèn bài. Hả? Dạ. Sao? Sao Bình? Anh em thấy không á, hai nó mập tù lù à. Mình đúng nhất à. Nó mua thêm mấy cái quần này mặc đi làm nè. Đồ quá. Đồ quá. Cười nó độ quá cha. Nằm cái xét vô thiện ngộ á, để chọc quê kìa. Như rồng phun lửa vậy ba. Đó kìa. Thôi ra quay lên là cảnh cáo kênh luôn hả. Chơi cái gì đăng lên tác phẩm đồ chị tùm lum la. Lấy cái nó bảo hiểm của ông Bình che lại nè. Vậy lại. Thôi để cho ngủ em. Đi rút tiền mình ơi. Rút đi. Rút tiền mua xe mới nè. Đi. Mới 2 giờ mà. 2 giờ ngân hàng làm gì coi. Đi rút tiền mua xe mới. Đi Bình. Đi. Ông nội ta gì vô không đi cha. Đi. Ba giờ. Đi. Đi.
ở đây mọi người thường làm mấy game mình đặt đó, game mình mua mấy đôi luôn mà tụi nó mang nó dục hết trơn, mua 4-5 đôi luôn đủ màu sắc luôn mà nó mang nó dục hết trơn, không có đôi nào. Rồi vậy nha anh em, bye bye, hẹn anh em ở những clip sau. Sao hận đàn bà ngủ hả? Sao vậy, nhỏ nào cướp mất đầy trai hay sao giờ hận đàn bà? Sếp bắt làm việc nhiều quá, đặt đúng mò 2 giờ sáng. Sao quá, hôm qua mới ăn cua xong, ăn xòi 50 ngàn, uống nước ngọt ai trả, ai trả, ai trả. Sáng ăn tô gì, tô cơm rồi xong rồi cặp bao tay đúng. Ăn cho mập thay. Chị ơi, anh đi quen nha. Ăn cho mập thay. Chị ơi, anh ăn cho mập thay.